Wow, một chiếc xe máy SUV. Wow, có nhiều xe ben chưa các bạn ơi. Một chiếc xe ben màu đỏ này. Wow, một chiếc xe ben màu đỏ di chuyển nhanh quá. Một chiếc xe máy SUV và một chiếc xe ben chuẩn bị va chạm với nhau. Ui không, va chạm mất rồi. Các bạn ơi, chúng ta có một chiếc xe trộn bê tông màu xanh. Wow, chiếc xe trộn bê tông. Gọi xe khác tới để cứu giúp đây mà. Wow, một chiếc xe màu vàng. Một chiếc xe màu vàng to và dài chứ các bạn ơi. Wow. Wow, chúng ta cùng chờ xem những chiếc xe này sẽ được sửa chữa như thế nào nha. Lắp cái gầu xúc vào chiếc xe máy xúc nha. Wow, vặn thật chặt những cái ốc này lại. Wow, tiếp theo là chúng ta sẽ lắp bánh xe cho xe ben nhé. Chiếc xe ben màu đỏ sắp được sửa chữa xong rồi. Wow, sửa chữa xong, những chiếc xe của chúng ta đi làm việc luôn. Xúc thật là nhiều cát vào. Wow, xúc nhiều cát vào các bạn ơi. Xúc nhiều cát vào nha. Wow. Ôi, chiếc xe trộn bê tông của chúng ta kìa. Ôi, bê tông đổ ra nhiều chưa? Nhiều thế. Wow. A few minutes later. Và chúng ta cùng chờ xem thành quả nha. Hello. Wow. Một cái bùng binh, một cái vòng xuyến. Wow. Hay quá.